Con thích một cô gái này là con đã dứt cô gái kia chưa? Không, lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay. Tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều và vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá mẫu. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá mẫu. Yêu rồi mà. Con chào cô Hồng Vân và chú Úc Thuận. Con tên là Nguyễn Hoàng Vinh. Năm nay con 22 tuổi và con làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 22 tuổi vậy là vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ đúng rồi, con mới tốt nghiệp hồi tháng 4 vừa rồi. Là có như có em bé lên nhận chung bằng với ba luôn á. Ủa sao chị biết vậy? Thì chị thấy trên mạng á. Quen quá đúng không? Đúng rồi. À. Dạ thì con có em bé là hồi tháng 10 năm ngoái. Thì em bé ra đời. Nhưng mà xong rồi với lại lúc đó thì con đang làm là khóa luận tốt nghiệp. Cái con mới nghĩ ra là cái ngày mà mình là lãnh tốt nghiệp á thì mình cần làm cái gì đó cho nó cho có kỷ niệm với mấy con. Nên con là cho nhóc lên chung với con để nhận bằng chung luôn. Ai ngờ video clip hot quá. Hot lắm luôn. Rồi bây giờ cũng phải hỏi tới cái người mà cũng tạo nên cái độ hit của cái clip đó. Mời em giới thiệu về mình. Dạ con chào cô Hồng Vân với chú Thuận. Con tên là Hải Triều. Năm nay con 26 tuổi. 26 là lớn hơn Vinh là dạ, 4 tuổi. Một vài tuổi thôi. Dạ. Đó. Hai tụi con đều làm freelancer, làm marketing. Rồi em bé là bây giờ là cháu được dạ 8 tháng. Rồi bây giờ quay ngược thời gian. Dạ. Cơ duyên nào các bạn này gặp nhau nè và có ấn tượng gì về nhau? Lúc mà con học đại học á, con làm chủ nhiệm của câu lạc bộ marketing. Thì lúc mà con ra trường rồi, con vẫn liên lạc với lại mấy bé ở trong câu lạc bộ để đi chơi, kiểu đi cà phê rồi này nọ hoặc là tạo sự kiện cho mấy bé chạy á. Thì con tuyển anh này vô. Lý do tại sao tuyển anh này? Mỗi năm mà đầu năm là sẽ tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Lúc đó thì tụi con cũng không có thân luôn. Lúc mà tuyển vô rồi, xong bắt đầu chơi chung, rồi kiểu đi chơi nhiều, rồi nói chuyện nhiều, thì lúc đó mới nhận ra là Là thích cái mình thích đúng rồi. Lúc đó là mới là chị em em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng sao? Lần đầu tiên thấy chị ấy sao nè? Con thấy trong câu lạc bộ rất là dữ. Thấy cứ khó với lại mấy em lắm. Có khó với con không? Dạ khó luôn. Khó có một đợt là con làm nhưng mà bị nhận xét nhiều quá. Xong rồi cái con định out câu lạc bộ luôn. Chuyên sao là chắc là ghét cú nào á thì cho cú nấy. Dạ. Tức là mấy tháng thì con cảm thấy là con có thích cái bà chị này. Cái gần sang năm thứ hai của con rồi thì con mới bắt đầu là nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì nói chuyện trong group, nói chuyện bạn bè thôi. Xong rồi mới về sau thì mới hẹn nhau đi chơi riêng. Lúc mà bạn này bạn thích con là lúc đó con đã thích bạn chưa? Thì lúc đó con không có biết. Là bạn thích con trước hả? Dạ, bạn nó cũng không thể hiện ra là bạn nó thích con luôn. Lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó con chia tay người yêu cũng lâu rồi. Còn con lúc đó con có người yêu chưa? Dạ, con có rồi. Cái mối tình của con là hay cãi nhau quá. Nên làm cho con thấy nó mệt quá. Nó mệt á. Nên con muốn dứt. Con thích một cô gái này là con đã dứt cô gái kia chưa? Không, lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay. Tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều và vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Đúng. Vậy thì giống như bắt cá hai tay đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao mà dứt được sao dứt được. Dạ thì hôm đó thì Chiều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á. À là Chiều biết luôn. Dạ biết. Mà Chiều vẫn chấp nhận hả? Dạ không. Dạ không. Con thấy cũng kỳ lắm. Tại con là con rất là không thích những người có bồ. Mà thì đó ghét của nào trời trao của đó. Mà lại gặp vừa có bồ vừa cua mình nữa. Không có cua. Không chỉ dạ, chỉ thích tình thôi. Cái mối tình nó chỉ là thích kiểu, thôi. Thì con biết là tâm tư của anh này. Đó nên là con nói là thôi bây giờ á. Đó là sự quyết định của anh. Anh kết thúc mối quan hệ. Không, lúc đó là vẫn là kêu bằng tên thôi à. Kêu tên hoặc là kêu bằng xưng anh chị với em thôi. Đó, dạ. Chứ vẫn chưa có gì với nhau. Mình kể thì mình phải kể đúng. Rồi sao vậy? Con sao? Khi mà nghe chị nói vậy. Thì khi mà nghe cái đó xong là sáng ngày hôm sau là con chấm dứt với bạn đó. Trời, nghe lời chị dễ sao? Bằng cách nào? Con nghe lời tin. Rồi bạn có đồng ý liền không? Dạ, lúc đầu bạn ấy không đồng ý. Con dứt khoát luôn. Dạ, dứt khoát luôn. Và bạn ấy đồng ý? Dạ vâng. Lúc đó là không nói chuyện với con luôn. Ai? Anh này. Không nói chuyện con luôn. Dạ.
chia tay hai đứa luôn. Nhưng... là chia tay lượt hai đứa luôn. Con thấy mà trong việc đó là con là người có lỗi. Nên con mới là không nói chuyện với Chiều, với lại không nói chuyện bạn kia luôn. Đó. Nguyên ngày hôm đó con im lặng. Con như là mất cả chị lẫn chài luôn. Dạ đúng rồi, con off hết Facebook, off hết mạng xã hội luôn. Gọi hoài không được luôn. Gọi điện cho con cũng không nghe máy. Trời, con gọi cháy máy luôn á. Tại sao con lại có một sự quan tâm đặc biệt đến Vinh vậy? Mà con phải gọi cháy máy luôn. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá bỏ ủ. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá bỏ ủ. Yêu rồi mà. Nhà Vinh là bé bún riêu. Con qua con ăn thì con thấy cái cách bạn này mà nó đối xử với lại gia đình á, rất là thích. Kiểu như là hiểu rồi, đây hiểu. Là người đàn ông của gia đình luôn. Hiểu hiểu đó. Tại sao chú hỏi như vậy là bởi vì chú không nắm được cái giai đoạn mà con đi qua nhà ảnh và con cảm nhận ở ảnh. Bao nhiêu lâu thì con mở lại Facebook? Thì tới tối hôm đó con thấy là gọi nhiều quá. Rồi mà con cũng thấy là chắc là có chuyện gì mới gọi con. Lúc con vừa mở ra thì con lại thấy gọi, lúc đó là cái điện thoại nó vừa reng lên luôn. Đó, xong rồi mới nói chuyện hồi. Cái mới từ mới bình thường lại. Dính luôn. Công khai quen nhau luôn. Con công khai ngày cái tháng 4. Hai đứa yêu nhau và cưới nhau là do bác sĩ bao cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi con quen nhau 2 năm hơn rồi mới có em bé. Rồi bây giờ trong cái khoảng thời gian mà các bạn yêu nhau cho đến lúc cưới thì nó có những cái trắc trở, nó có những cái sự chia tay chia chân gì không? Dạ, trong khoảng thời gian đó thì con không có chia tay nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là nó dính ngay mà 2 năm dịch. Là tụi con chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Không có gặp nhau? Dạ không gặp nhau. Dạ cũng có những cái, nói chung là cứ mở cửa ra là tụi con dính như sam luôn. Kiểu mà vừa hết giãn cách là tụi con sẽ gặp nhau. Xong rồi gặp nhau được một thời gian nó lại giãn cách lại. Rồi lúc mà con, khi con nghe là con có em bé thì lúc đó con sợ không? Phản ứng của Vinh á. Dạ thì trước đó là sinh nhật con là ngày 24 tháng 2. Thì vợ con là báo tin của em bé là ngày 28 tháng 2. Giống 4 như, ngày sau đó. Dạ 4 ngày sau. Con giống như là con nhận một món quà rất là lớn luôn á. Con có hai tâm trạng, đó là vừa vui mà vừa lo. Con là con vẫn còn đang học, con không biết là tài chính để lo cho vợ con, để lo cho thằng nhóc này nó sẽ ra sao. Có đủ không? Dạ không có đủ. Còn vui là tự nhiên là mình đang đi học, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, đúng làm cái nhiên làm ba. Dạ sang ngày hôm sau thì con muốn chắc ăn hơn, con có đi siêu âm thì con xem là thế thai đó bao nhiêu tuần rồi, bác sĩ kêu là thai đó được 8 tuần. Thì con biết cưới liền, đẻ không hôi là vợ con mà bụng to quá thì không có mặc sơ được. Con có về nói cho bố con trước. Mà bố nhìn mặt hai đứa mà cứ lấm la lấm lét là bố cũng nghi rồi. Con mới kêu là con với Chiều là có em bé rồi. Bố con rất là bình thường. Kêu bây giờ là con cứ lên phòng đi, đợi mẹ tắm rửa xong đi. Rồi bố lên là bố là nói chuyện với mẹ, với con sau. Rồi mẹ con vừa nghe con nói cái mẹ con bị đứng hình. Con không nói được gì nữa mà cái giận con kêu mày á, mày mới chưa học xong nữa mà mày đã có em bé rồi. Mày lấy gì mày lo cho nó. Kêu không, bây giờ nếu đã có em bé rồi thì con vừa học con vừa đi làm rồi. Miễn sao mà con có thể mà lo cho con của con, mẹ cho vợ con là con cái gì cũng làm hết. Xong rồi mẹ con cũng im một thời gian vậy á, rồi con mới năn nỉ. Mẹ con kêu bây giờ có cháu rồi thì mình vui thôi chứ sao. Mình đi kể cho bạn bè là sắp khoe tới đó, là đi khoe. Ban đầu là im lặng. Dạ, đúng rồi. Sau đó coi như là xả láng luôn. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ phản ứng của gia đình con sao? Con nói với ai đầu tiên cái tin này? Con nói với anh hai con á. Rồi phản ứng của anh hai sao? Tại vì con ở chung với anh hai con. Hai vợ chồng con hiện tại vẫn ở chung với anh hai luôn. Anh hai con bình thản lắm, y như bố vậy. Vậy hả? Rồi anh hai con mở đường cho con. Mẹ con có linh cảm hay lắm. Kiểu như là trước đó là con đã kiểu trễ á, con về con quê con thăm mẹ, con nói mẹ có khi nào có bầu không, con kiểu không có đâu, cái này chắc trễ thôi. Mẹ ai về thiệt, cái con về con nói với mẹ con cũng mẹ nói mà. Cái ba con kiểu trời sao hai đứa này kỳ rồi, xong cũng hết. Bây giờ chắc... nói vậy thôi á. Nhưng mà bây giờ sanh nó ra rồi là ông bà nội ông bà ngoại là chắc mê lắm hả? Kiểu là dành nhau luôn. Dành nhau luôn. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi nè, về nhà đó. Rồi á là nhiều những cái gọi là cái tật á, cái tật mà thiệt á, gọi là khó chịu mà ương bướng hay là kiểu mà chướng á, hiểu không, giống như chướng á. Đó là những cái tật gì? Đứa nào chướng không đứa nào? Đó. Ai kể trước đi. Dạ, chắc cho vợ con kể trước đi. Dạ vâng. Thì lúc mà tụi con quen nhau 2 năm á là tụi con hầu như kiểu
không bao giờ cãi nhau luôn, không có gì giận nhau bất cứ cái gì luôn, nó vui lắm. Nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì lúc đó xui là con có bầu. Nên là cái hormone, cái cảm xúc của con tính đó, tình con dạ, nó thay đổi. Dạ. Kiểu như có một cái việc nhỏ thôi là con đã kiểu rất là bực mình rồi. Mà chồng con thì rất là nhây, thấy con bực mình là chọc thêm cho bực thêm. Kiểu chọc tới khi nào mà hai đứa gây lộn luôn. Dạ, gây lộn thì thôi. Rồi là nhây đó. Nhây, một tật xấu là nhây. Tại vì lúc mà con chọc bình thường á đã cọc rồi, mặt đã nhăn rồi. Mà con càng nhây nữa thì càng nhăn hơn. Mà con lại khoái nhăn. Dạ đúng rồi, mà con thích cái biểu cảm mặt mà nhăn á. Nên là con cứ chọc cho tới khi nào mà cọc mà con nhây tới độ mà bực lên phải hét lên luôn, thôi dừng đi á, rồi thì con mới dừng. Nổi điên á, dạ, nổi điên lên á. Nổi điên rồi đó, con mới dừng. Chứ mà có bình thường quá thì con lại không chịu. Rồi ví dụ như bả giận quá rồi mình dừng lại rồi có năn nỉ phải không? Dạ, tụi con từ lúc quen á thì đã nói với nhau á mà nếu mà có cãi nhau là giải quyết trong ngày hôm đó luôn. Chứ đừng kéo sang ngày hôm sau. Nên là con vừa chọc điên lên xíu, xong rồi xíu rồi là con lại dỗ. Con lại kêu xin lỗi nha, giỡn nãy giỡn thôi chứ không có tình đâu. Rồi cái bà xã. Dạ xã ra. Rồi, thêm tật gì nữa? Chồng con chắc có chỉ có là nhây là cứng đầu không? Dạ không. Con cứng đầu không? Dạ. Chỉ có nhây thôi hả? Nhây dạ. Có cái ví dụ nào mà về cái nhây này ra kể con nghe coi. Dạ ví dụ như vợ chồng thì con mới sinh em bé á, mà bạn này thì bí lâu quá. Xong cái bạn cứ khều con. Cứ khều vậy đó. Mà con nói không. Tại vì con không có đâu có đủ hóc môn để đáp ứng đâu. Xong cái cứ khều con hoài á, khều từ năm này qua tháng nọ luôn. Trời gì dữ vậy? Năm này qua tháng nọ dạ, luôn hả? Là từ lúc năm ngoái sinh em bé tới bây giờ luôn. Trời ơi là con để đâu? Ác quá vậy. Trời ơi. Sao con ác với nó vậy? Con cũng mở nhưng mà con mở là từ từ. Tại vì sức con thì sinh em bé là sinh mổ. Mà con còn hút sữa nữa. Mà con hút chắc 2 lít sữa một ngày á. Nên là sức khỏe của con kiểu như là nó rất là yếu. Nên là con chỉ muốn ngủ à. Bây giờ là mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Bớt nhây với con. Nó có một tật xấu là dạ, nhây thôi. Giờ nó thay đổi là bớt nhây thôi. Tới con đó, con nói cho dạ, con nói đi. Tật xấu của vợ là chắc là cọc tính đó. Cọc tính nè. Dạ. Rồi có ỷ lớn rồi ăn hiếp. Dạ đúng rồi con. Nếu mà nói ỷ lớn á thì không có. Nhưng mà có nhiều lúc á mà cãi nhau xong rồi sang ngày hôm sau kêu anh á, anh là anh còn nhỏ. kiểu anh là chưa có kinh nghiệm đâu. Với lại mà với sự mà trải nghiệm của anh còn ít. Em là lớn hơn tới 4 tuổi mà nên em nhiều. Em ăn cơm rồi là anh còn bú sữa. Dạ đúng rồi. Cái gì nữa? Anh còn mâm sữa mà anh đòi cãi rồi em. Rồi sao mỗi lần mà nghe câu đó của vợ sao? Cứ vợ chồng nó cưới mà cứ tuổi tác. Anh nè, anh đòi bằng tuổi. Anh đòi ngang hàng với con. Đổi khai sinh luôn đi. Với lại mỗi lần mà khóc á là rất là khó dỗ. Là đỉnh điểm là một lần giấy khai sinh thì cái lần đầu tiên con đi làm á, con đã viết giấy đó, con cứ viết đi viết lại tại vì vợ con muốn con này, nhưng mà người ta lại nói con một đằng khác. Vợ con kêu giờ muốn ở Bình Dương, con kêu bây giờ nếu ở Bình Dương thì người ta muốn ký một cái tờ giấy gì đó. Xong rồi cái vừa về cái thằng thấy là khóc, đang khóc. Xong rồi con mới kêu thôi vậy em đi làm giấy khai sinh đi. Thì giấy khai sinh thì anh là khỏi làm nữa, cho em làm. Lúc đó con đang ở cử nữa. Ảnh nói câu đó sắp ốc. Chứ đó kiểu nhây á. Dạ. Xong rồi con đợi hồi nữa thấy vợ con hết khóc. Nó khóc không cũng ít à. Xong rồi con thấy vợ con hết khóc. Cái con lại con kêu con mới giải thích cho con theo quê quán của anh đi. Vợ con không nói gì hết. Cứ im tới tối vợ con lại khơi cái chuyện đó lên. Lại nói nữa, lúc đó cũng trễ rồi, cũng 11, 12 giờ rồi. Tính con là con không muốn cãi. Mỗi lần cãi nhau là con hay bỏ đi lắm. Con hay đi bỏ ra ngoài phòng khách hay là gì đó. Không nói lại. Dạ đúng rồi, con đợi khi nào hết. Đợi con bình thường lại rồi, con đi vô con mới nói. Con vừa bỏ ra cái khóc quá trời. Khóc tiếp. Đúng lúc đó là vợ con cũng đi hút sữa nữa. Đang hút kiểu mà đang ức trong người mà còn bắt đi hút sữa là cọc á. Cái tự nhiên là làm rớt cái bình sữa. Vừa rớt xong cái khóc mà muốn ngất luôn. Khóc mà giống như mà con muốn đưa đi bệnh viện luôn á. Khóc ngất luôn. Xong rồi cái con không biết làm gì hết. Con mới bế cho phòng. Nguyên ngày hôm đó là con thức nguyên một đêm luôn.
Nên chưa mình cũng sót đúng không? Dạ đúng rồi, thấy có chuyện vậy mà mình đã làm vợ mình khóc rồi ngất gì. Lúc đó là con cũng tay chân hoảng, sợ, chứ. Sợ. Chứ chưa bao giờ thấy vợ mà khóc mà cứ nằm yên mà cứ như vậy nè. Rồi lúc con có xin lỗi được không? Dạ, có dỗ dành được không? Dạ, sáng ngày hôm sau con có nói, con có xin lỗi. Cho nên bây giờ cũng hòa thuận thôi. Cuối cùng là đi đâu? Bình Dương hay đâu? Dạ cậu con vẫn ở đây. Vẫn làm vậy. Con muốn vợ thay đổi điều gì không? Thay đổi nó không? Thay đổi là chắc là bớt khó chịu, cộc tính lại thôi. Chứ mà nếu mà nói về mấy chuyện kia thì không có gì khiến vợ thay đổi nữa. Có nghĩa là bây giờ nó đã xả cửa cho con rồi đúng không? Xả rồi. Đã xả rồi. Rồi vậy thì ngon rồi. Nói tóm lại là rất là dễ thương hai đứa con luôn á. Vợ của con nó đang trong cái thời kỳ á là gọi là hậu sản á, con hiểu không? Cho nên tính tình nó sẽ còn phải nóng tới khoảng khi em bé khoảng chừng hơn 5 tuổi rưỡi nó mới đầm lại. Con cố gắng chịu đựng nó thêm 7 tháng nữa đi con. Rồi bây giờ cho gặp em bé được không? Cho gặp để em con bé đi. Giống ai? Cho gặp em bé đi. Trời ơi. Các bà nhé. Ôi trời ơi, cái mặt em. Trời ơi, thương quá. Con cưng quá được con. Ông Thuận chúc cho con ăn mau chóng lớn nha. Rồi lớn lên coi như lấy hết những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ vào trong mình nghe con. Nha. Rồi chúc cho hai đứa lúc nào cũng yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tận hưởng cuộc sống, và chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Nhìn giống như là cặp thí sinh thanh lịch. Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Hoàng Nhân. Em hiện 26 tuổi, hiện ra là kỹ thuật điện tử. Dạ, còn em là Vương Kim Long, em 27 tuổi, em là mẫu mẫu. Mẫu mẫu mà Kim Long nghĩa là vua rồng vàng. Dạ đúng rồi, tại em sanh năm rồng. Em mới nghe này, chắc có lẽ là cái ấn tượng ban đầu, anh đoán nha. Ấn tượng ban đầu của hai người khi gặp nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về chồng em. Nói về cái ấn tượng ban đầu á, thì em thấy bạn này là không có đẹp mà đọc mắt thấy mặt thì lúc đó mụn nhiều lắm chứ không được vậy đâu. Với lại tính tình thì nói chung là nhân trai vậy á. Tại vì em với chồng em là học chung lớp điện tử. Nói chung lớp thì đông lắm anh, 80 người, mà đặc biệt có mình em con gái thôi. Thì ngày đầu tiên đi học là thầy giáo nói không được em ơi, chắc em phải đổi lớp đi chứ không chịu nổi lũ yêu tinh này đâu. Thì em mới nói dạ thầy yên tâm, chưa biết ai yêu tinh đâu. Học chừng nửa tháng thôi là ăn hiếp hết nguyên lớp tụi em luôn đó. Như là 79 thằng kia là bị ăn hiếp đó. Trong đó có mình em á là hiền nhất, mình ăn hiếp nhiều nhất. Lý do gì em ăn hiếp ông này? Anh biết sao không, coi như mình không có đẹp nhưng mà cái mình đọc. Thật sự nếu mà nói về đọc, anh phải công nhận em là một trong những cô dâu rất đọc. Ở chỗ là thường cô dâu lên ăn ngồi là tụi em ăn ngồi. Nói chung có mình em gái là thành ra là bao nhiêu bạn trai dù không thích em thì cũng hay thích ghẹo. Đó mà đặc biệt bạn này thì không ghẹo anh. Tối ngày cứ nhìn em cười, nhìn giống như người bệnh vậy á. Thì hôm đó em quay mặt xuống đó, thì thấy bạn này cười với em. Nhưng mà lúc đó là thấy bạn này đẹp trai. Với lại anh chị biết sao không, đá cầu giỏi lắm á. Rồi em hay xin bánh mà không bao giờ cho. Trong khi mấy thằng kia là sẵn sàng hiến dâng bánh cho em. Lý do tại sao không cho? Thì không phải là do em ích kỷ hay ham ăn không cho bạn này đâu. Thấy lúc đó bạn này thấy ghét lắm kìa. Ngoại hình thì đâu có được gì đâu. Mặt mụn mà, mắt thấy nữa mà. Bạn ham ăn nữa. Thấy ai đã thắng á thì mới lại nhà tới xin bánh. Mà em đã thua là không thèm gì mà em luôn. Chứ thua theo thôi chứ trời. Mình ghét không cho ăn. Như vậy là theo câu chuyện kể của hai chồng bạn thì là em là người có cảm tình với anh này trước. Dạ đúng rồi. Vậy thì em là người tỏ tình anh này trước? Không, em không tỏ tình trước rồi nha. Em rủ đi chơi thôi. Tại em cũng thích anh này rồi. Đó thì em mới rủ sinh nhật em là hai đứa đầm sen chơi. Ngày đó là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Rồi yêu nhau luôn đúng không? Rồi bao lâu thì hai bạn mới quyết định là cưới nhau? Dạ không, quen được thời gian cái em thấy chán. Em mạnh mẽ cá tính còn bạn này thấy yếu đuối quá. Coi như đúng là mới lớn, anh này mới 19 tuổi hả, em 20. Cái thấy chán, cái hiền quá đi. Rồi em mới tìm cách giả bộ chia tay. Nhà em ở là con gái không à. Thì mấy chị con gái cũng chơi trò cũng ác lắm. Đè em xuống, dê xòm em la sùm lên. Cái điện thoại thu âm lại. Bắt đầu điện qua cho chồng em. Chồng em nghe bắt lên alo thì nghe ra ôi này kia. Xong rồi cúp điện thoại, nhắn tin qua là xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Thì á, cái anh này cứ điện liên tục. Tự nhiên cái nghe bấm chuông em mới xuống. Em này đứng hỏi em có sao, em có bị làm gì không. Tự nhiên lúc đó thấy tội nghiệp quá chị. Thấy thương quá. Rồi cái em quay lại luôn, thấy là anh này thật sự chân tình với em. Em phải cảm ơn mấy người bạn của em á. Nhờ cái Lam mà có được hôn nhân ngày nay.
Tại vì nghĩ là lúc đó là giống như là thực sự nếu mà nghe như vậy mà tưởng là mình bị như vậy mà vẫn chạy lên. Đúng rồi. Đó, bất cần thân bất thể coi như chạy lên nữa, coi coi là có coi như gì 7 không? Năm rồi đó chị, nhưng mà em vẫn nhớ cái đó. Mà có thể những anh chị bây giờ đi nước ngoài coi lại sẽ nhớ cái câu chuyện này. Nhiều khi với những tình huống như vậy mà tự dưng nó bật lên những cái cảm xúc mà mình không có lường được, đúng không em? Em mới chợt nhìn lại là em thấy là coi như bạn này thương em thật. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mà em cho rằng là bạn đó là trẻ con á thì thực sự lại không phải như vậy. Đúng không? Thực ra người ta rất là sâu sắc. Rồi hai bạn yêu nhau thì đến bao lâu thì mới cưới nhau? Tốt nghiệp xong, ba mẹ tụi em mới quyết định là cưới. Hai gia đình cũng đã biết nhau rồi. Không may thì 6 tháng sau thì mẹ chồng em bị ung thư. Thì vợ em á là một tay lo cho mẹ em hết. Còn nhà em chăm sóc cả ngày lẫn đêm suốt một tháng cho bệnh viện ung bú thì ai cũng nói em là con gái đó, không ai nói là con dâu hết đó. Thì ba chồng với mẹ chồng nghe vậy đó thích. Đó thành ra là nhân dịp mà mẹ em vô thăm á là xin cưới em luôn. Mà lúc mà xin cưới em thì em lại suy nghĩ khác nữa, không chịu. Ngay cha. Lúc mà Long chăm sóc mẹ em á thì mấy người ngoài ta cũng nói ra nói vào. Em cũng có phần lung lay, nhưng mà thật sự là rất là may mắn em có một người mẹ rất là tuyệt vời. Chính mẹ là người động viên em á là nghỉ làm đi nuôi mẹ chồng ha. Xong rồi lúc mà cưới hỏi thì mẹ nói với em vậy nè, mẹ biết á là con phân vân, kể cả mẹ cũng không muốn con gái mẹ khổ, nhưng mà con nghĩ đi, nếu đặt trường hợp lại là mẹ là mẹ bệnh đi mà nhân nó bỏ con thì con nghĩ như thế nào ha? Thứ nhất ha, thứ hai nữa có thể là con gặp một người khác giàu có hơn, nhưng mà người đó có thương con thật lòng như nhân hay không. Rồi thứ ba nữa mẹ nghĩ vậy nè, ở đời có đứt mặt sức mà ăn. Khi nghe câu đó xong là em gật đầu cưới liền. Đúng rồi. Tại vì đúng là mẹ em mới là cái người mẹ mà thương con thực sự, mà thương đúng cách luôn, thương mà thương sáng suốt á. Có cho em ba cái lời khuyên như vậy. Quá là hay. Em nói thiệt chị nha, mẹ trời, mẹ chồng em, mẹ ruột em giống hai chị em chứ không phải là bà xui. Nói chung là anh nghĩ là hai bà mẹ sau khi xem xong chương trình chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ sức khỏe của mẹ em bây giờ như thế nào? Cưới về tụi em có đem lại một niềm vui cho mẹ em. Có thể nói là niềm vui lớn nhất từ trước giờ đó là tụi em có một đứa con, nên mẹ em có cháu. Tại vì mẹ nghĩ mẹ sẽ chết không ẩm được cháu gì mà giờ là quấn quýt bên mẹ mà quá. Cái mặt mà y chang mà nói luôn. Bây giờ sức khỏe của mẹ em cũng ngày càng tốt hơn. Sức khỏe càng ngày càng tốt, đúng không? Thực ra cái bệnh ung thư đó cái tinh thần là cái quan trọng nhất. Dạ đúng rồi chị. Sẵn đây thì qua chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận xin đại diện cho chị Hồng Vân cùng với ekip chúc cho bác dồi dào sức khỏe để sống cùng với con cháu. Em xin bổ sung thêm là cả quý vị khán giả nữa. Cái tiếng vỗ tay như vậy đó là một cái sự ủng hộ. Và mong rằng sức khỏe của bác gái sẽ tốt. Thôi bây giờ trở lại đời sống vợ chồng của hai bạn. Em còn điều gì để mà em phàn nàn về cái người vợ của mình không? Sau khi cưới về á, cái mà em ghét nhất á là bừa bộn quá. Cái tính thứ hai á là nói chuyện thẳng thắn quá, nhiều khi làm cho cái người đối diện người nghe vật ý thẳng quá, nhiều khi đôi có khi dậy đến chuyện mất lòng, đúng không? Có ai nào là mất lòng phụ huynh người thân trong gia đình không? Dạ có. Thì hôm đó là vợ em cũng giữ bé, để bé té thì bà nội mới chạy lên, bà nội nói cẩn thận đừng để bé té hoài không có tốt. Thì bà nội vừa mới bước xuống cầu thang trên tay cái rầm cái nữa. Trời. Bà nội mới lên, bà nội tức quá tại vì xót cháu mà nói là con giữ vậy hoài á chắc là bé nó điên luôn á con. Thì vợ em mới hẳn tính và em mới nói câu là mẹ em rất là buồn. Con giữ thì ba mẹ nói vậy, chứ ba mẹ giữ nó té, ba mẹ không nói đi. Không, xí xí cho em nói này nè. Nghĩa là anh muốn không có không đúng. Để em nói. Ôi trời tui. Ừ vậy nè, thì con nít mà chị, nhiều khi em vừa xây qua đây là nó đã chơi cái rầm rồi. Thì lần đầu mẹ lên nhắc, lần thứ hai nữa tự nhiên mới vừa xây qua nữa nó quất vô tường một cái đùng. Đó, thì bắt đầu mẹ mới chạy lên, mẹ nói trời ơi con ơi, trời ơi chắc nó điên quá con ơi. Thì lúc đó em là mẹ nó, chị nên nghĩ mẹ là người thương con, mình đã thấy nó té mình đau lòng rồi mà nghe cái câu là bị điên nữa, em tự ái chứ không. Thì em mới nói là ba mẹ giữ cũng té thôi, ba mẹ không nói mà con giữ té thì ba mẹ lại nói. Anh phải nói cái giọng nhỏ lại chứ em phải nói giọng như anh đâu. Con nói cái giọng nhỏ lại chứ sợ ra truyền hình bị gì không anh chị ơi. Dạ, em nói giọng nó nghe lễ phép hơn không, chứ không phải em nói kiểu mà nói thẳng thắn như vậy. Đó thì khi nói xong em cũng thấy em cũng dữ dằn thiệt. Thì đó? Mẹ chồng với ba chồng đi xuống luôn, thì chồng em về em cũng nói với chồng em là như vậy, xong rồi chồng em lại cũng ôm em hôn em rồi nói là thôi em ơi mẹ lớn tuổi rồi với mẹ bệnh vậy nữa, em đã thương mẹ thì em thương cho luôn đừng đi, giờ mẹ thương cháu thì mẹ mới la em vậy thôi, thì thôi xuống nói chuyện với mẹ một tiếng. Hồi suy nghĩ là thấy cũng đúng, mẹ thương cháu thì mới nói vậy, thì em mới chạy xuống mới nói là mẹ hồi nãy á con nói vậy á con không có ý gì đâu nha mẹ nha, tại vì hả con giữ nó cũng đâu muốn nó té đâu, mẹ nói con vậy thì con cũng tức chứ bộ.
Cái mẹ chồng em nói không, thì mẹ thương cháu thì mới nói vậy thôi. Thì con nói vậy thì mẹ cũng hơi buồn thôi, nhưng mà mẹ biết tánh con mà, tánh con thì có sao nó vậy à, thì thôi mốt con giữ nó cẩn thận chút nó. Em mới ôm mẹ chồng em rồi đó, hai mẹ chồng huệ, trời hai mẹ huệ vậy thôi. Anh hỏi vậy đó. Nếu như cho em một điều mong muốn vợ em phải thay đổi thì em mong muốn đó là điều gì? Nè nếp lại để em đỡ coi. Có điều thôi, nè nếp lại đúng không? Dạ. Bây giờ bà Tiên cho vợ một điều ước thì vợ ước cái gì? Nói nhiều lên chút để em nói không mà hàng xóm ai cũng nói em ăn hiếp chồng. Không em, nó phải vậy. Bên này nhiều, bên này phải ít chứ, đúng không? Dạ. Trời ơi, thực ra cái gia đình của bạn bây giờ đang rất là hoàn hảo còn gì nữa. Hai chị xui là như hai bà bạn. Con dâu thì vừa là dâu vừa là con gái. Đó rồi vợ chồng thì yêu thương nhau. Trời ơi, chồng muốn vợ thay đổi cái chút xíu xíu thôi là bớt bừa bộn thôi. Cái đó làm 30 giây đúng không? Không phải đâu chị, tại vì em quá nhiều tật xấu. Mà cái tật xấu của em anh thấy với chồng em á, là dù em có xấu bao nhiêu chồng em cũng giang tay đón nhận hết, bởi vì chồng em rất là hạnh phúc với người vợ. Dạ là tuyệt vời nhá, đúng không em? Vợ mình tuyệt vời, chồng mình tuyệt vời, em hạnh phúc. Chúc à, trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc đó. Để trước khi em bước ra chị tưởng chị đẹp nhất á, bây giờ chị xuống thứ tư luôn rồi. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Con ở đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội? Vâng. À, nhưng bây giờ vẫn đang sống ngoài Hà Nội hả? Dạ vâng. Con tên là Niên à? Con tên là Hạnh. 24 tuổi, vâng. Nhỏ, trời ơi. Con là gì? Con giới thiệu lại tên gì? Con là Lê Diên Hạnh. Lê Diên Hạnh. Lê Thiên Hạnh. Lê Diên Hạnh. Lê Diên Hạnh. À, rồi. ZD. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Ồ. Nhưng mà hình như là hai con là một cặp TikTok. Vợ chồng nổi tiếng trên đâu nè? TikTok. Đó. Đúng không? Dạ vâng ạ. À, như vậy là TikToker. Đó, mà nhất là cô vợ là một TikToker rất nổi tiếng. Ai mà đã từng tham gia cái mạng xã hội TikTok này sẽ rất là quen thuộc với gương mặt này nha. Rồi bây giờ quay lại nha. Anh muốn hỏi chú, bây giờ kêu chú đi. Tại vì hai đúng rồi. Là rất là đúng vậy. Tụi con sinh 1997 hả? Dạ vâng ạ. Đó, 1997 là bằng Trefi đó. Đúng rồi. Trefi đã gọi em bằng con của cô á. Bằng chú thì bây giờ như là các con gọi chú bằng chú hợp lại, đúng không? Tại vì biết sao cái chương trình Vợ Chồng Son này nó sẽ kéo dài khoảng mấy chục năm nữa. Thành ra là hồi đó lúc mà mới làm thì mọi người sẽ gọi là anh chị. Nhưng đến thời điểm này sẽ gọi là cô chú. Rồi 10 năm nữa sẽ gọi là ông bà hoặc là hai bác. Ví dụ như 30 năm nữa chắc lên gọi bằng hai cụ. Hai cụ. Trời ơi, chào cụ Nhân, cụ Quốc Thuận. Trời tới ơi. Cố nữa. Cố nữa. Ừ. Trời ơi. Trời. Sao dạ, em tụi mình... con xin chào Cố Thuận với Cố Dân. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi. Cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Dạ vâng ạ. Ok. Ai nói cũng được. Dạ vâng. Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì cũng anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì cả. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có gì ấn tượng. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái nghe có tiếng tăm đó kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy để con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại dạ. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn kiểu cũng vô tư đúng không? Có nghĩa là kiểu thế vô này tư ạ. Thoải mái. Dạ có nghĩa là
chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á, và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì luôn. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này, nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là trong rất là tự tin đúng không? Mình một mình Tiên như vậy. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con cũng phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao con trình bày coi. Để cho là bạn xem đài người ta sẽ học theo cái cách của con đó, để có thể cứu đổ con. Đó. Không, cách nào con thì con kiểu như là thực ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến, mà con đến thì con cứ kiểu như nhỉ, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi, ra đây anh nhiều tí. Đây hôm nay có ít hoa quả. Xong rồi con đi về luôn. Về luôn. Xong cứ thế là về, đưa vào về. Nhưng mà đưa xong rồi dần dần nói câu nào. Mấy hôm đầu thì mình phải như vậy. Nhưng mấy hôm sau bắt đầu đến bước thứ hai là sau mình tức là con đến trong khi Thủy Tiên kiểu chưa trang điểm gì mà chưa gì cả. Thế là đến rồi rủ đi chơi xong lượn vòng xong đi về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó, anh đưa cái giỏ trái cây đó, dạ em vâng. Dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì con không sợ trong đó có độc hả? Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Ở lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ, hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo, alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong, rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền như vậy. Không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Giống như cô giáo dạy tới lớp 3 là cô giáo chết. Cô giáo chết có nghĩa là tại vì cưa dính rồi đó, rồi bây giờ đâu cần mua nữa. Dạ. Đúng không? Rồi vậy là sao rồi đến đó? Bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Và kể cả có đến mà đưa đi chơi ạ, thì cũng con cũng không có trang điểm gì hết. Tại vì bạn bè thôi, chỉ nghĩ là đi vòng vòng để nói về công việc thôi. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm. Nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Thế là con cũng thấy người ta có cái ý với mình mà mình không nói gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai Nam Vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng nè em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được. Nhưng mà con hỏi thế tại sao? Thì anh ấy chỉ nói là Như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi, sao kỳ vậy Hồng? Sao mà nói là không được mà không nói lý do? Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là thì tầm hơn một tháng thôi. Hơn một tháng thôi, nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là cả 5 năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền qua quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày thôi. Đó. Rồi bây giờ nè, cái nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con mới tức là tỏ mà, tình với cổ mới khi nói mà, khi biết. Mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là dính bẫy rồi đấy. Ôi, bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Rồi sao lúc đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là Thôi em không được có bạn trai bên đấy. Chắc là Thủy Tiên cũng biết là mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy, xong rồi. Mà đi bao lâu? Có như Tiên đi Thái Lan mấy hôm đấy ạ? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đây nè. Như vậy đó. Đó là cái cách tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Đó. Vui mừng, vui quá. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà.
Thôi đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Có nghĩa là gần 2 tháng đúng không? Gần 2 tháng. Tháng đúng, đúng, đúng chính xác là tháng tuần á. Tháng tuần đó chị. Tuần á, đúng không? Là hai đứa là chính thức là cảm mến nhau, yêu nhau. Dạ. Nó nghe nè, con á là một hot girl, đúng chưa? Dạ. Cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ. Gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn, rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Vâng, lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng không? Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Đó là lúc đó là còn ấy, nhưng bây giờ nó con bự lắm. Ngày đó con có 48 cân, bây giờ con 60 cân rồi. Nó càng ngày nó càng phát tướng ạ. Thì là cái lúc đó thì anh này tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái, anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ. Nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được. Em không nên làm cái này. Em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất. Rồi thì em làm cái này là không được đó. Rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng: Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn, là con sai nhiều lần. Thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục. Từ cái cách anh ý rèn luyện mình, chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con ha. Dạ. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Vâng. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là có đang có tình yêu? À, lúc ấy vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Rồi, và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Vâng. Thì con tìm thấy cái điều gì đặc biệt ở Thủy Tiên? Con thì con bạn ấy tìm được ở con điều đặc biệt rồi đó. Thì còn con thấy bạn đó đặc biệt điều gì? Con thì con thấy bạn này, bạn ấy cái đầu tiên là nhìn vào rất là xinh. Đấy, cái hồi đấy, nhưng bây giờ con thấy xinh hơn cơ. Mập lên thì xinh hơn. Xinh mà. Vâng. Thì cái tiếp theo là cái bạn này, bạn ấy kiểu thoải mái. Kiểu như là mình bảo là bây giờ mình mà lấy một người vợ thì mình phải gọi là mình phải cảm thấy được là người vợ của mình phải là người thoải mái. Kiểu như là người ta bảo là giàu vì vợ, giàu vì bạn sang vì vợ đấy. Thì con thật cảm thấy là khi mà bạn ấy mà đi cùng mình, bạn ấy mà đồng hành cùng mình thì mình sẽ cảm thấy mình rất là sang lên. Ồ, hay quá. Rồi bây giờ anh muốn chú muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ, vâng. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con là ở cái tuổi của con mà với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để mà quay quanh con. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, thì con thấy ảnh, gia đình ảnh như thế nào, có điều kiện hay không, hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến vì là tâm phục khẩu phục anh ấy. Và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo, rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục, bởi vì anh ấy là
gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó, nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả, nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Đáng có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi anh ấy, có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạ. Là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Tại vì thằng con trai của cô á, dạ, nó cũng vậy á. Vâng. Tức là bạn này là tuổi Sửu nè đúng không? Dạ. Con tuổi Sửu, hai đứa đều là tuổi Sửu hết. Vâng, con kém hai tháng. Trâu vàng đó. Vâng. Vàng. Thì con có biết là khi mà cái người mẹ mà được nghe những cái điều đó từ con trai của mình hoặc là con gái của mình. Con gái thì là bình thường nha, nhưng mà nếu với con trai thì nó hạnh phúc khủng đúng khiếp. Rồi. Mệt cỡ nào mệt, chỉ cần nó hỏi thăm là hôm nay mẹ mệt không? Mẹ đi làm mệt không? Dạ. Mẹ ngủ ngon nghe, love you. Ví dụ vậy là thôi đó. Đã vậy thôi chị. Bao nhiêu nhọc đúng nhằn là tan biến á. Mà thường thì là đàn ông là lúc đầu khi mà con ở thì với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Xong rồi có một lần là như này, con bảo con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, con bảo con yêu mẹ xong. Xong rồi mẹ không nói gì cả. Tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa. Tức là tắt rồi và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên mẹ chưa nói yêu con à? Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi. Thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Còn hơn là đến lúc mẹ không nghe được nữa. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật là rất là nhiều đàn ông Việt Nam mình rất là ngại. Dạ. Rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích. Hoặc anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó em. Mà rất rất nhiều những người đàn ông như vậy. Trời ơi, anh con ấy còn nói luôn. Còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má cứ chụt, trời ơi con xem mà thật, còn lúc đầu con cũng ngại quá. Thôi để chút nữa, để lúc đầu con cũng ngại lắm nhưng bây giờ con cũng quen. Bây giờ trong gia đình ví dụ như là con mới về nhà cái là anh Hạnh chứ. Nào ba mẹ con thơm nhau nào, trời ơi đó. Nhưng mà sau khi mà con dạ. chứng kiến những cái việc chồng con làm với mẹ như vậy, con có thay đổi cái thái độ của con với mẹ mình không? Có là con bắt đầu có nói là con yêu mẹ, con ôm mẹ không? Thật ra thì mẹ chồng con thì rất tuyệt vời. Không, với mẹ, với mẹ ruột của con á. À với mẹ của con ạ. Ừ. Dạ gần đây thì có ạ, có bắt trước rồi ạ. Có bắt đầu là cũng mẹ con rồi, con yêu mẹ rồi, là mẹ cũng yêu con. Mà ngày trước là hai mẹ con là hay là cãi lộn vì là hai mẹ con là kiểu không khắc khẩu ý ạ. Khắc khẩu và hay cãi lộn lắm ạ. Hoặc là cứ ngồi gần nhau là thấy là kiểu như là rất là yêu thương nhưng không có ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ con rất là tôn trọng và nói yêu thương. Thôi con ơi, như vậy là con bị lây chồng con rồi. Lây cái điều quá tốt. Mà lây điều đó là quá tốt chú. Cổ vũ và hy vọng chú cũng bị lây bởi hai vợ chồng con luôn. Chị nói em á là em phải như vậy, em phải như vậy mới được, nó đã lắm. Yeah. Khi mà mẹ em nghe em nói, mẹ em sẽ rất đã, giống như chị mà nghe thằng Phi nó nói như vậy với chị đó, chị sung sướng lắm. Dạ. Rất cảm ơn hai em với chia sẻ những điều đó. Và không chỉ anh không đâu, mà quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nam á, những người đàn ông trưởng thành, chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là bày tỏ cái tình cảm đúng của rồi. Mình với mẹ của mình và với ba của mình luôn. Đúng. Rồi thôi bây giờ mình trở lại đi. Lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện lên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này. Và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau,
mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ấy ạ. Đó, với số lương rất là ít ỏi, nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi, đó thì là mẹ anh có đi làm phước, làm phúc đó ạ. Là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ. Ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em. Thì khi đó thì ở tại đó thì cũng có rất là nhiều mẹ nuôi, có 12 mẹ trong một cái ngôi làng, và ví dụ như là một mẹ sẽ chăm là 20 cho đến 25 em luôn ạ. Mà trong khi các em thì cũng có những em mà chưa biết gì, hoặc những em là có một chút những cái như là khiếm thính hoặc là khiếm thị hoặc là không thể sinh hoạt được. Nói chung dạ, có nhiều hoàn cảnh. Dạ đó. Vâng. Nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất? Con có hỏi một câu như vậy thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Wow, thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không bằng có dễ lòng dạ, không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được thì phải nói là tuyệt vời và số 1 đấy ạ. Ôi ôi, mẹ của Hồng hôm nay nghe này mát bởi vậy. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Hay dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn. Dạ. Đó là từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà giận cãi nhau giận ấy, nhau đến giận đến hơn. Mức mà gọi là đến mức mà kiểu trời ấy rồi thì có ạ. Kiểu mà, như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Ừ. Có chia tay không? Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nó nổ dữ chuyện dội. Gì? Trời ơi, đã. Đó là cái chuyện hai gì? Đứa đều rất đâu là lý do con kể coi. Con thì con lại không nhớ lý có do. Có nghĩa là cái trận mà bùng nổ lớn nhất đó là lý do nguyên nhân gì? Đó. Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi thì là con thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, con bị gọi là con trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi, bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà dạ. cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân là kiểu gì? Nó, chúng con cũng kiểu, không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả ví dụ những tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ. Cãi nhau mẹ chồng con buồn, mẹ chồng con bảo Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con. Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con, là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành rồi, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Tới cái phần hấp dẫn nhất trước đây đi. Nè. Đã, đó, bạn Duyên đi, bạn Duyên Hạnh ạ. Tại vì nãy giờ tất cả những câu chuyện rất là hay rồi chị. Bây giờ mình đến cái phần mà nó hay hơn. Đó. Bây giờ nè, cô ấy đẹp quá, dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot tiktoker nữa. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không? Một năm bảy tháng ở với nhau. Thì cô có lòi cái tật xấu gì ra? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Xấu. Cười. Thì...
vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tập xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Tức là để làm việc ấy ạ. Để gọi là thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Để làm thì người ta TikTok kiểu mà vậy. Người ta làm về IT mà thì phải chịu thôi chứ giờ sao. Nhưng mà kiểu nhiều con khi mình nghĩ lại hả? Vâng, làm đó tự dựng á, tự quay. Ủa, nó mất thời gian lắm. Vâng. Nhưng mà cái lười tắm nó cũng là cái tật xấu nè. Không, tắm buổi đêm, tắm đêm. Dạ. Tắm đêm là không tốt, cái đó là không tốt rồi. Là hai cái đó thôi à? Vâng. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó, đó là những cái tật xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu. Và là cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm nên là kiểu như là có ok không có thứ ấy. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy. Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Và mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Rồi kiểu mình không nên ấy, mình nên đặt cái vợ mình thích hơn. Rồi có thêm tật gì nữa không? Khui ra đi em. Có nóng hay là ở nhà hay là trước khi lên chương trình là cô ấy coi như là căn dặn rồi không được nói tật xấu của tôi nha. Có nóng tính có ai cọc không? Bình thường thì rất bình thường, nhưng mà trừ những lúc nóng tính thì cũng nóng tính. Bình thường rất bình thường, những lúc nóng tính thì rất nóng tính. Rồi sao, có hay mua sắm không nào? Có bị cuồng mua sắm không? Mua sắm thì bản thân con thấy là cũng không cuồng lắm. Thôi vì là nhiều lúc con bảo bây giờ em phải đi mua tất cả những cái đồ này đi để lên đi anh sẽ mua cho em. Vợ con bảo thôi, nói chung là anh không, này coi như chắc anh bị nghiến răng không, trước khi lên chương trình. Bây giờ vậy nè, bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Thay đổi con muốn kiểu Thủy Tiên như này thôi, kiểu cứ bình thường như thế thôi, không cần thay đổi gì. Không cả. Thay đổi gì luôn. Cho nó tắm đêm luôn nha. Cho tắm đêm nha. Thay đổi đúng hai cái kiểu tật xấu vừa nói đấy. Có nghĩa là bớt cầm điện thoại. Thì con phải nói, phải sờ tận tay dây tận chán, ráng thành mỡ mới được. Con đừng có cho tự hiểu. Bây giờ con nói nè, giờ muốn Thủy Tiên thay đổi. Không, con nói nhiều rồi. Thì giờ nói đi. Nói cái này anh là muốn em thay đổi. Đó. Cái này là bằng chứng trước đang tòa. Đang ghi hình rồi, bây giờ vợ ấy đi. Em nói đi, con nói trước. Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Nói gì nữa? Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt những thứ ấy. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt, đúng không? Thâm quần của mắt là mai mốt đi ra đường phải đeo kính đen đấy. Ôi dạ. Trời ơi con, mà anh mà dụ con đi tắm là chú thật là phải nói là anh ấy kéo, anh ấy lăn lê, con cứ nằm thế này cho anh kéo đôi chân rồi con cứ kệ. Ôi trời ơi, mùa hè mà còn lười tắm như vậy, chắc mùa đông chắc... Không chắc phải là lười tắm luôn. Ngày nào cũng tắm ạ, nhưng mà đêm không... kiểu như là trước khi ngủ mới tắm, 2 giờ sáng tắm. Lắm, nguy hiểm lắm nhỏ. Đấy, rất là nguy hiểm ạ. Ủa nhưng mà bây giờ là các em là chưa có baby đúng không? Dạ có rồi ạ. Có rồi đúng không? Trời ơi, mới sinh nở mà lại tắm đêm nữa thì càng nguy hiểm. Wow, con trai của con là 13 tháng và cháu cũng là hot TikToker. Rồi, bây giờ tới em đó. Ủa, tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing đó. Luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên, bằng. Trời ơi, nó là thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời con ơi. Có chạy giống đi đâu chạy. Được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng được, anh ấy ghim đầu con lại để cho con... Trời tận ơi. Hưởng, không? Để chú tận hưởng. Mà mỗi lần gì con vui lắm đúng không Khánh? Hồng. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ. Trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng ấy mà. Nghiện à? Cũng như thế. Nghiện đúng mà không? Ngày nào mà không rút súng là cũng như thế. Vâng, cũng trùng chăn. Đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng tối mà kỵ. Con đào tạo dần. Mà cái đấy đôi lúc kiểu vợ con bảo cái tối kỵ.
cái là cái gọi là cái không thể là chấp nhận được. Nó quá vô duyên. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Ừ. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Ghen. Trời ơi. Anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là... Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ đi ạ, ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Ồ, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Sẽ đang làm gì. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ trả lời lại, chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Phải nói là mà anh này, ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ, là anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Trời ơi, con khoái. Trời ơi, không ạ, không khoái đâu anh ấy. Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ lắm, bằng cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi. Nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên. Và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài. Rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn, là phải ngồi cách xa một chút. Và không có... Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người người bên cạnh hết ạ. Bây giờ còn vậy không Hồng? Bây giờ đỡ hơn ạ. Vâng, bây giờ thì anh đỡ hơn rồi ạ. Vẫn thế mà, mới cách đây 3 ngày không, vẫn còn thế mà. Vẫn soi là... camera. 3 ngày này là con không dặn gì em ấy cả. Dạ, có nghĩa là có không thêm một gì. Bạn đi nữa nhưng không còn dặn là phải báo cáo lại nữa rồi ạ. Anh nghĩ cái đấy kiểu ấy thôi, kiểu bây giờ mình kiểu đi vào Sài Gòn đi một mình thôi ấy, phải đi hai chị em. Nói chung là do thương vợ và lo cho vợ thôi ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là anh ấy anh ấy con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời thì đã... đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ, là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng, hầu như là con như công chúa vậy. Mẹ chồng con cũng cưng con, nói chung là như công chúa, con như công chúa được bao bọc vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Thôi nghĩa là không mong muốn chồng thay đổi điều gì, cứ như thế đúng không? Và con cũng vậy, đúng không? Thầy muốn cho vợ thay đổi một hai điều thôi, đúng không? Rồi bây giờ thực ra tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là một tầm năm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm, ít thôi. Nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. không cãi nhau mệt lắm. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Còn rất trẻ luôn á. Cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Đó, cho nên rằng cứ nương nhau mà sống. Để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Hai vợ chồng em đã đẹp về hình thức rồi. Và trong câu chuyện hôn nhân của các em chia sẻ, đó là những câu chuyện toàn là những câu chuyện thật là dễ thương, thật là đẹp. Đó, thì anh chỉ mong là hai vợ chồng em cứ như thế này và phát triển và yêu nhau mãi mãi nha. Vâng, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.